Dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Hồng Kông, Trung Quốc sau Tết. Số ca COVID-19 công bố hôm nay, mùng 7 tháng 2 của Hồng Kông, Trung Quốc tăng gấp đôi hôm trước, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, dịch COVID-19 trong cộng đồng tại đặc khu Hồng Kông của Trung Quốc có xu hướng bùng phát mạnh. Thông báo của Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hồng Kông cho thấy, tính đến 0 giờ ngày mùng 7 tháng 2, vùng lãnh thổ này có thêm 614 ca COVID-19 mới, tăng gần gấp đôi so với 342 ca của ngày mùng 6 tháng 2, trong đó có tới 607 trường hợp là các ca bệnh cộng đồng và chỉ có 150 người được xác nhận là có liên quan tới các ca bệnh trước đó. Số còn lại đang phải điều tra nguồn lây. Sau khi bùng phát tại Hồng Kông, đợt dịch thứ năm này đã lan sang tất cả các quận của đặc khu và số ca bệnh liên tục lập đỉnh. Số liệu công bố ngày mùng 7 tháng 2 là mức cao nhất ghi nhận trong ngày kể từ khi dịch xuất hiện tại Hồng Kông hơn 2 năm về trước. Theo ông Từ Lạc Kiên, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hồng Kông, nguyên nhân chính khiến số ca bệnh tăng vọt là do các hoạt động tụ tập đông người trong dịp Tết. Cục trưởng Cục Thực phẩm và Y tế Hồng Kông Trần Triệu Thủy cho biết, hiện đặc khu này đang xem xét việc tái thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội nhằm giảm lưu lượng người đi lại và các thông báo liên quan sẽ được công bố vào ngày mai, mùng 8 tháng 2. Phát biểu tại một chương trình phát thanh địa phương, bà Trần Triệu Thủy đánh giá, tình hình dịch bệnh hiện nay tại Hồng Kông tiếp tục nghiêm trọng. Các ca bệnh đã xác nhận và không rõ nguồn lây liên tục gia tăng, nước thải tại nhiều quận đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus. Trong khi đó, đa phần các ca bệnh ở Hồng Kông nhiễm biến thể siêu lây nhiễm Omicron. Trước thực tế có nhiều trường hợp cả gia đình mắc COVID-19 thời gian gần đây, bà Trần Triệu Thủy dự đoán, sau Tết Nguyên đán vùng lãnh thổ này sẽ có thêm nhiều trường hợp mắc bệnh và xu hướng số ca bệnh nhiễm Omicron gia tăng theo cấp số nhân đã xuất hiện tại đây. Bà Trần Triệu Thủy kêu gọi người dân Hồng Kông ở trong nhà để hạn chế dịch lây lan, nhanh chóng tiêm phòng, sớm đi xét nghiệm khi nhận được thông báo và người sử dụng lao động cố gắng sắp xếp cho nhân viên làm việc tại nhà. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!